Chào mọi người, chào mừng mọi người đến với kênh youtube của Tấp Sơn Sola ừ, uhm, Thời gian gần đây uh, do tình hình dịch Covid em bị uh, cách ly 21 ngày Rồi uh, vợ mới sinh nữa Thì vợ sinh em phải ra vào vùng dịch nhé Lên uh, Đắk Lắc Đấy, cho nên mới về rồi bị cách ly 21 ngày Nên không có thời gian để làm video gửi cho mọi người xem được Mà xin mọi người thông cảm Thì uh, đợt này em mới về hàng ba dòng tấm pin năng lượng mặt trời gồm công suất 170 này, 100 này, 50 đó. sử dụng công nghệ mono thế hệ mới thì em gọi là công nghệ mono full cell vuông góc đấy, vậy cho nó <laughs> nó hơi dài tí nhưng nó miêu tả đúng thì uh, cái xe của mình vẫn là sử dụng xe full đó không có nhưng mà thay vì uh, sử dụng công nghệ mono các vác như hồi xưa thì giờ đã sử dụng um, vuông góc luôn đó uh, vuông góc um, ở cạnh luôn chứ không còn kiểu tạo ra các lỗ lỗ trắng trắng như các thế cũ nữa đó thì em có còn duy nhất một tấm thế cũ bị vỡ kia thì cũng may còn lại để so sánh cho mọi người biết đấy thì đây là nhìn bên ngoài của ba tấm pin đấy đây là tấm 170 trăm w này đây là tấm một trăm w năm mươi w của hãng lv top sun đấy thì uh, công nghệ mới uh, tấm pin thế hệ mới này thì cell uh, pin đã được làm tốt hơn tối đa diện tích tiếp xúc với ánh sáng mặt trời khung nhôm được cải thiện làm dày và chắc chắn hơn về mặt kính để làm cho nó chất lượng hơn và nó kiểu mà nước nó trôi đi nó rất là dễ dàng đó thì về mặt kính thì mình phải sờ để cả mới cảm nhận được đấy thì uh, cho mọi người xem uh, phía bên ngoài cửa ba dòng sản phẩm đó để mình nói uh, tấm 50 quá chất đi đây đây là tấm 50w sao nhìn rất là đẹp màu đen của mono đó hồi xưa thì ở phía trên sẽ có nhầm, nhầm phía bên này phía bên trái này sẽ có logo của LV top Sun rồi bên phải này sẽ là có mã của sản phẩm thì giờ thay đổi là chỉ có mỗi cái này thôi mã vạch và mã sản phẩm. Đó. Đây, để mình xem thông số. Đó. Hộp điện thì bữa nay hộp điện được ra được hãng SINI này gia công, hộp điện chắc chắn. Đây là chắc cấm này. Đây. Giờ có thêm chi tiết nhỏ này là phân biệt dây âm dây dương này, đó tiết nhỏ thôi nhưng mà nó giúp cho nhiều người đỡ bị nhầm. <laughs> khung nhôm thì rất là chảy chắc chắn, này các bác phải để sờ để cảm nhận được, đó, dày. điện đó. thoại cái này hơi khó nhỉ, đó. khung nhôm dày. <laughs> Đây là thông số của tấm pin mới. Thì uh, nhãn đã được uh, sửa một chút uhm, ghi uh, thêm uh, khối lượng của sản phẩm. <laughs> Đấy. Thì uh, đây, tên thoai LVTS 50W. Công suất định là 50W này. Điện áp hở mạch là 22,08V. Điện áp ở công suất tối đa cực đại là 18,4V Dòng ngắn mạch là 3,26A Điện áp ở công suất tối đa là 2,72A Dung, dung sai là 3% Rồi... À, cái à, cầu trì à, cái, cái này là kiểu... À, điện áp trong một uh, cái uh, cầu chỉ bảo vệ á, là 15A rồi uh, công suất à nhầm uh, chất lượng là loại A nhá. thì trên thị trường có tấm pin loại A B loại C này thì loại A là tốt nhất loại B là bị uh, công suất không đạt hoặc là bị lỗi ngoại quang một chút còn loại C là thấp nhất là vừa bị lỗi ngoại quang lại còn công suất nó không được đảm bảo đó khối lượng là 4 kg kích thước là 720 mm nhân cho 530 mm dày là 30 mm mm vuông đạt được chứng chỉ TOV này IAC này đó đây là tấm 50 w đấy còn đây là tấm 100 w bên ngoài giống như tấm 50 quá thì cái tem đã được đổi sang phía bên trái và làm gọn gàng hơn xưa tấm 100 w này kích thước của đặc biệt tấm 100 quát này kích thước của nó nhỏ hơn thế hệ cũ tấm thế hệ cũ sẽ to như kia đấy đây là cũng là 100 quát này đây là 100 quát đấy nhưng mà độ rộng thì ngang nhau nhưng mà độ dài của tấm 100 quát cũ nó dài hơn thế hệ mới là một khoảng này và nặng hơn một chút nặng hơn tầm một ký nó cho nên tấm thế hệ mới này nó nhỏ gọn hơn tiện cho việc lắp ráp và vi di chuyển của mình đó thì đây là bề ngoài bề ngoài thì à, tất cả các dòng sản phẩm này đều sử dụng là công nghệ năm bước ba nhá đó mình xem thông số sản phẩm Ui. <laughs> không nhôm dài hơn nặng hơn <laughs> hay sao ạ như nặng hơn đấy thì hộp điện cũng là hãng SI này đó đấy, cũng giống như bên uh, tấm 50 quá còn đây là nhãn đây là đấy 100 quá này công suất 100 w điện áp nó hở mạch 22,32 v điện áp và công suất tự đại là 18,18,6 v dòng ngắn mạch là 6,45 a uh, rồi uh, điện áp À, dòng ở công suất cực đại là 5,38 ampe đó các thông số thì cũng tương tự như vậy ở đây có ghi thêm là công nghệ cell là Roy Aso Mono này đó mình tạm dịch ra là công nghệ mono vuông uh, góc <laughs> thì khối lượng của tấm 100 trăm này là 6,4 kg Đấy, kích thước là 900 mm nhân cho 670 mm và dày là 35 mm. Đó, đây tới 100 W. Rồi đến được tới 170 W. Đây. Thì tới 170 W này cũng sử dụng công nghệ 5 bước 3 1 2 3 4 5 à mình quên nói mất là các đường hàng của tấm công nghệ mới nó là nhỏ hơn tấm đường hàng của tấm cũ cho nên tăng diện tích tiếp xúc ánh sáng mặt trời với lại mọi người nhìn ở phía này đó là đường hàn làm được dày đặc hơn và mỗi mỗi đường hàng này nó có nó làm làm riêng ra cái 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 đường đường nhỏ nhỏ đường nhỏ nhỏ này đấy các bạn thấy không? Đấy một cái một đường hàng là được làm riêng ra luôn đấy, tách biệt nhau ra khác với thế hệ cũ. Đấy thì đây giống như là một con con, con sông này, đấy cái đường dây to này giống như con sông này. cái dây bớp ba này là giống như là suối này, đấy. Thì mấy con kênh rạch nhỏ nhỏ này đó thì nó làm mỗi mỗi con suối này, mỗi đường bắp ba này một có một cái đường nhỏ nhỏ riêng luôn, không có kết nối với nhau tăng hiệu suất tối đa luôn và làm rất là dày đặc và chi chít đó đấy thì đấy để so sánh với tấm thế cũ đấy thì tấm này của đường hàng nó dày hơn này đó và mấy cái dây mấy con rạch rạch này nó kết nối với nhau nó không có kiểu rạch rời ra không có phân ra cho mỗi đường hàng riêng mà cái này kết nối với cái này luôn đó nên hiệu suất nó sẽ không được tốt bằng việc mình làm riêng ra đó và đặc biệt là cái chỗ mà cái này uh... này đó nó cứ cắt mình thật sự hồi xưa đến giờ mình không hiểu tại sao người ta lại cắt vát như này đó thì uh, như tiêu chuẩn hồi xưa là uh, tấm pin mono là màu đen này và có cái được các vát như này đó còn tấm pin poly sẽ là màu xanh dương và nó sẽ vuông góc chứ không cắt vát như này đó thì mình không hiểu sao người ta cắt vát như này để làm cho um, không được tối đa hóa diện tích rồi um, nhìn mình không thích lắm đấy. tự nhiên như một cái đường dây này đó đấy phía bên phải thì uh, rất là đầy đầy đặn rồi bên trái thì mất miếng này rồi bên này mất miếng này đấy tốn biết bao nhiêu diện tích luôn đó thì đây là cái tấm mono 170W Tiện đây mình nói luôn, đây là tấm mono 170W Công nghệ cũ mà bị vỡ Vỡ này là do khách hàng ở Quảng Ngãi của mình Lỗi khách hàng Thì mình và bên công ty LV Top Sun trao đổi với nhau và Đồng ý Đổi cho anh ấy một tấm mới luôn đó Mặc dù đây là lỗi của khách hàng nhưng mà bên mình và bên công ty vẫn đổi cho anh khách một tấm mới đó thì nói chung là mình làm ăn thì uy tín với lại công ty làm ăn cũng uy tín cho nên khách hàng cứ yên tâm thì nói chung là buôn bán cũng tạo cái lấy cái đức chứ lấy cái uy tín chứ không có phải kiểu kiếm tiền bằng mọi cách mình nói thật là các tấm pin năng lượng mặt trời này bị mà bị vỡ chưa biết là lỗi do ai nhưng mà thường thì các công ty nó sẽ từ chối bảo hành đó luôn luôn nó sẽ tìm mọi lý do để đổ cho việc là khách hàng lỗi của khách hàng và người ta sẽ từ chối bảo hành nhưng mà bên hãng Top sơn này mình trao đổi với họ và họ nói chuyện với mình đấy thì uh, nó bảo tiếng Anh mà Bất đồng ngôn ngữ một tí nhưng mà nói chung là vẫn đi đến thống nhất là đổi cho anh khách đấy một tấm mới luôn còn lại tấm cũ này thì bên công ty cho mình cầm cho mình giữ giống như là kỷ niệm vậy <laughs> thì cũng may có tấm này để làm so sánh tấm công nghệ mới với mọi người thì dễ hình dung hơn đó thì mình chỉ tranh thủ nói thêm vậy thôi đó mình làm việc phải buôn bán có cái tâm chứ không phải là buôn bán một cách nha. đặt lợi nhuận lên trên hàng đầu Thế cho nên mọi người mua ở chỗ mình thì cứ yên tâm nhé mình quay đằng sau tấm pin cho mọi người xem thông số đây đây cũng sử dụng hộp điện này thì hộp điện này nó nhỏ gọn hơn hộp điện hồi xưa hộp điện hồi xưa nó to dày đấy rác kết nối uh, theo như mình uh, đã được uh, làm nó đơn giản hóa hơn thì chắc kết nối hồi xưa uh, thì nó to và dày hơn mà một khi cắm vào rồi nó khá là khó để rút ra thì mình có ý kiến với công ty công ty còn tiếp thu ý kiến của mình và đợt này đã làm cho nó gọn hơn nhỏ gọn hơn tại vì thường các tấm loại rác uh, kết nối loại xịn kia thì phù hợp với các tấm loại lớn dành cho dự án lớn thôi đó thì nó cần đảm bảo còn lại các tấm nhỏ này thì thường để sạc cho ác quy dùng hệ năng lượng mặt trời độc lập nhỏ thì cũng không cần thiết phải uh, đầu tư quá vào rắc uh, chất lượng xị uh, mà quan trọng là phải là uh, chất lượng của tấm pin đó thì họ đã nâng cấp chất lượng tấm pin này khung nhôm này rồi bề mặt kính này đó và cái này làm đơn giản lại để uh, một phần là để uh, nó phù hợp một phần nữa là để nó dễ tháo đấy đây là nhãn của sản phẩm thì mã là LTS 170W 170W công suất là 170W điện áp ở mạch là 22,56V điện áp của công suất cực đại là 18,8V dòng ngắn mạch là 10,21A dòng ở công suất cực đại là 9,08A nó dùng sai là 3% đấy các con số nó giống như vậy ở đây thì uh, đúng là Right Ancient Mono đó. Cái trọng lượng là 9,4 kg, kích thước là 1480 mm nhân cho 680 mm và dày là 35 mm đó. Đấy, đấy là thông số của tấm pin năng lượng mặt trời. Thì à, tiện đây em báo giá luôn là tấm pin năng lượng mặt trời báo giá của tháng 6 này, đấy, tháng 6 năm 2021. Đó, tại vì giá tấm pin năng lượng mặt trời sẽ có thể thay đổi uh, tùy theo thời gian. Đó. Thì uh, tấm pin năng lượng mặt trời 170W này là 1 850 000 bao ship toàn quốc. Đó, tặng kèm một cặp jack MC4 khi mua. Đó. Tấm 100W này có giá là 1 250 000 bao ship toàn quốc và tặng kèm một cặp jack khi mua. Đó. Còn tấm uh, 50 w này thì giá là 750 ngàn thì hóa đơn trên một triệu bên em sẽ bao ship toàn quốc luôn đấy còn chứa ác quy nhá tất nhiên là chứa ác quy rồi tất cả các cái thiết bị chứa ác quy tại vì ác quy nó nặng và nó... nó thường khách khách ở gần người ta sẽ đặt bằng xe khách để gửi đi á, hoặc khách khách ở Sài Gòn á, thì mình gửi xe khách á. cho nên Uh, có nhiều khách hàng sẽ tự chọn đơn vị được vận chuyển cho ác quy tại vì nó nó đặc biệt đặc thù là nó nặng á cho nên riêng quy mình không có uh, um, bao ship đó còn lại các hóa, các thiết bị khác hóa đơn trên một triệu mình sẽ bao ship đấy thì tấm uh, 50W này bạn các, các bác mua thêm sạc đồ vào thì nó sẽ uh, đủ trên một triệu mình sẽ bao ship toàn quốc và vẫn tặng kèm một cảm giác khi mua nhé mọi người đó thôi video của em đến đây là kết thúc thì nếu mọi người có gì thắc mắc thì cứ comment ở dưới video và nếu thấy video của em hay và hữu ích thì hãy like và subscribe kênh của em nhé cảm ơn mọi người chào mọi người